Và bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Kính thưa quý vị, vào cuối thế kỷ 19 thì người Pháp đã đưa người Tamil Ấn Độ vào Sài Gòn và họ đã tham gia vào công cuộc sản xuất kinh doanh một số ngành như là tín dụng, địa ốc và vải sợi. Và họ vốn là những người sùng đạo cho nên đã lập ra những cái đình thờ Ấn giáo trên khắp những cái khu vực mà họ sinh sống trong thành phố. Tại thành phố chúng ta hiện nay thì có 4 ngôi chùa Ấn Độ và tất cả đều được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, mang dáng dấp của những đền đài Ấn. Đó là chùa Subramaniam, chùa Ông Voi, chùa Mariamman, chùa Aminis Bago Chetty. Trong 4 chùa trên thì có lẽ chỉ có chùa Ông Voi là ở quận 11. 3 ngôi chùa còn lại đều nằm trên địa phận quận 1 và đều nổi bật hơn về kiến trúc cũng như là quy mô. Trong đó nổi bật nhất là chùa Subramania, là ngôi chùa cổ nhất và hiện tại đang tọa lạc ở địa chỉ số 98 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Subramaniam có tên dân gian là chùa Ông. Đây là một ngôi chùa thờ vị thần Subramaniam Swami, con của thần hủy diệt Shiva. Ở chùa này thì cũng có thờ thần Vishnu và thần Lakshmi. Và một điều đặc biệt là chùa Ông có chánh điện thuộc vào hàng lớn nhất trong 4 ngôi chùa Ấn Độ tại thành phố. Và ở bệ thờ thì có thờ 9 vị ngôi sao hộ mạng là do một quan chức Campuchia ngày xưa xây tặng.